Hôm nay là ngày 13, 14 12 tháng 8 năm 2017 tại trang trại ở thôn Muỗi, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội, tổ chức trồng bưởi lấy quả ăn. Bưởi là bưởi giống bưởi canh diện giống mới, quả rất là chất lượng, ngon ngọt. Đấy. Diện tích trồng là trên 1 ha. Vị trí vườn rất là đẹp, ngắm núi Ba Vì. Cây trồng cách cây là 6 mét. Đấy, trước khi trồng thì chúng ta chuẩn bị là thứ nhất là hố này, hố trồng cây này. Hố trồng cây đào 60-60, sâu 60 nữa, và trộn với cả phân để ủ hoai mục, vôi và một số phân hóa học. Đấy. Để trồng cây đảm bảo thì chúng ta nên khoét một cái hố nhỏ, xong rồi cho một ít cát vào để cho cái cát nó phủ xung quanh bầu cho nó dễ bén rễ. Đây là một cành bưởi giống mới, bưởi canh diện giống mới, quả to, quả nó khoảng to khoảng 3 cân, tôm to. Vàng, tôm vàng giòn. Đấy. Cành bưởi này đã được chiết cách đây khoảng 3 tháng. Đấy, lượng rễ mọc nó cũng tương đối đẹp. Tức là rễ này nó đang màu vàng là chúng ta có thể cắt trồng được rồi. Đấy, bầu nó cũng không cần lớn lắm nhưng mà rễ nó ra rất là đẹp, đều rễ. Chúng ta không nên dùng rễ nó trắng quá mà nó sẽ non, mà rễ nó thâm quá thì nó già. Rễ như thế này là hợp lý để chúng ta trồng. Khi chúng ta trồng thì đấy, chúng ta đưa lượng cát vào hố, xong rồi chúng ta mơi nhẹ nó ra. Chiều sâu của, bởi vì đây là đất đồi cho nên là tôi trồng đất đồi này, đất nó cũng rất là tơi cho nên tôi trồng nó cũng sâu một tí, tức là sâu xuống trên mặt đất khoảng 20 phân. Đấy, sau khi tôi đặt bầu vị trí thẳng xuống và tôi phủ cát xung quanh. Phủ cát xung quanh này, sau khi chúng ta tưới một ít nước thì cái cát này nó sẽ lắng, nó sẽ bám chặt vào bầu và lúc đấy nó sẽ tạo cái rễ nó phát triển. Đấy, sau khi cát xong chúng ta lấp đất vào. Nên nhớ đây phân là chủ yếu là phân hoai mục nên nó không nóng nên không ảnh hưởng đến cây. Cái đất này nó xốp cho nên mình lấp cao một tí, sau một thời gian tưới nước và mưa nó sẽ lèn xuống thì nó sẽ vừa hợp lý. Đấy, sau khi ấy chúng ta dẫm xung quanh để cho nó chặt, để nó vững cây. Đấy, để đảm bảo cho cây nó chắc hơn thì chúng ta dùng cây tre cắm. Nên cắm cái mặt nhẵn vào trong cây để nó không bị xước cành, và cắm cái vị chéo hình tam giác để cho nó giữ cây. Đấy, cắm sâu xuống. Sau khi cắm sâu chúng ta lấy dây buộc vào đây. Và xong là dùng nước tưới khoảng 1 lít nước vào tâm gốc để cho cát nó lắng đọng xuống. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cái kỹ thuật trồng cây bưởi diễn canh mới, bưởi diễn giống mới. Chúc các bạn thành công. Ai có nhu cầu mua bưởi diễn giống thì cứ liên hệ. Xin chào. Nam cho tiếp sức, không quay ấy à? Không đây. Quay cho thuốc đây à? Bộ phận kỹ thuật không được... Không được hút thuốc à? Không hút thuốc, ảnh hưởng đến cây. Đây là núi Ba Vì các bạn xem, rất đẹp, quê tôi rất đẹp. Diện tích cái vườn này có thể là... 1 ha, ở có sống, có núi, có sông, có biển liền kề. Các bạn nhìn xem, rất là đẹp, chè có thể hái lên búp, có thể được khoảng tuần nữa là có thể hái được. Chè này có lượng nước khoa rất ngon, được khoảng 2-3 nước. Các bạn tranh thủ uống nước chè với kẹo lạc, mời khách rất là ngon. Này, tắt đi không lại cứ quay lung tung. Thuật nào chỉ hút thuốc.